Xin chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Quang Huy Villa. Hôm nay tiếp tục với chương trình đi review bán bất động sản trung tâm. Anh em chúng tôi sẽ đưa mọi người đến tham quan cái nhà tại mặt tiền của đường Nguyễn Chí Thanh, số 82, quận 5, ngay góc ngã tư giao lộ giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Sư Vạn Hạnh. Chỗ này thì ngay đối diện chênh chênh với khu vực công viên. Chỗ này công viên cực kỳ là lớn nha. Đây là một trong những cái địa điểm kinh doanh buôn bán sầm uất bậc nhất tại khu vực quận 5, ngay cạnh khách sạn Winston Plaza cũng như là nút giao của đường Trần Phú ra khu vực chợ lớn. Cái bất động sản này thì hiện tại đang cho bên cà phê Highland thuê với cái mức thu nhập là 66 triệu một tháng, diện tích là 4 x 15, một chẹt 3 tầng lầu, và hiện tại thì kinh doanh cực kỳ là ổn định với hợp đồng thuê còn 3 năm. Bất động sản trên đang được chào bán tại thời điểm tháng 12 năm 2023 là 21 tỷ giá tiền bao thuế phí. Chỗ này thì đường Nguyễn Chí Thanh đường 2 chiều, còn đường Sư Vạn Hạnh thì đường 1 chiều. Quý đầu tư nào có nhu cầu quan tâm thì inbox cho anh em chúng tôi. Ở trên thì người ta kinh doanh biển quảng cáo cũng như là mắt kiếng. Ở đây thì vỉa hè một bên thì được 3m, được Sư Vạn Hạnh thì được 2m rưỡi. Còn mặt tiền của đường Nguyễn Chí Thanh thì được 3m vỉa hè, không vướng cống và tủ điện gì hết. Quý nhà đầu tư nào có nhu cầu thì inbox cho anh em chúng tôi. Và tôi nhận định những cái bất động sản dòng tiền được những cái thương hiệu cà phê, những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng người ta thuê thì nó làm tăng giá trị sử dụng cũng như là giá bất động sản trong tương lai cực kỳ lớn. Tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thì những cái hàng cây dầu cao vút hàng trăm năm tuổi đã tỏa bóng mát xuống cho khu vực kinh doanh buôn bán ở tại bên hai bên đường này. Chỗ này thì cộng đồng người Hoa buôn bán rất là sầm uất. Từ đây di chuyển ra khu vực chợ An Đông, ra chợ lớn cũng như ra khu vực khách sạn Winston Plaza, đi đâu cũng rất là gần, và đây có thể nói là trung tâm của trung tâm. Không khí buôn bán kinh doanh cực kỳ là sầm uất với cái thương hiệu cà phê, người ta đã set up cái tiền nội thất cũng hết vài tỷ đồng. Quý nhà đầu tư mua thì sẽ sang hợp đồng thuê hỗ trợ vay ngân hàng được khoảng độ 14-15 tỷ. Quý nhà đầu tư nào có nhu cầu muốn mua những cái dạng bất động sản ngay góc trung tâm có thương hiệu, kinh doanh S&B, làm cà phê, nhà hàng cũng như là kinh doanh dịch vụ thời trang thì hãy inbox cho anh em Quang Huy Villa đến tham quan thực địa cũng như là xem pháp lý, gặp gia chủ đàm phán thương lượng với gia chủ. Chúng tôi xin kết thúc cái video ở đây. Xin chào quý nhà đầu tư, cảm ơn và hẹn gặp lại.